Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Tối nay em sẽ dẫn bà con mình đi dạo một vòng Sài Gòn về đêm nha. Thì bây giờ là cuối tuần nên đường phố Sài Gòn rất là đông đúc nhộn nhịp. Bà con mình đi người thì đi chơi, người thì đi làm về, người đi nhậu. Nên đường xá thấy như lễ hội. Bên đây là công viên 23 tháng 9. Công viên 23 tháng 9. Rồi chúng ta đi đến đây là đường Lê Lai. Cái trước mặt mình là ngã tư Lê Lai và Nguyễn Thị Nghĩa. Nếu chúng ta quẹo phải thì chúng ta sẽ đi về đường Lê Văn Duyệt ngày xưa cách mạng 8 bây giờ đó. Đường phố rất là đông đúc, rất là náo nhiệt. Đây là đi chơi về nè, mấy gia đình nhỏ đi chơi về. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Thì dạo này Sài Gòn rất là nóng, trưa rất là nắng, nên nếu không có việc gì thì chúng ta hạn chế đi ra đường, tại vì tia cực tím rất là cao. Em dân chịu nắng mà em đi còn không nổi, rất là khó chịu, cái nắng rất là gay gắt, không có gió nữa chứ. Bán lưng cho đất, bán mặt, thôi bán lưng cho trời, bán mặt cho đất đó. Đây chúng ta tiếp tục đi trên đường Lê Lai nè. Bên đây vẫn là công viên 23 tháng 9 đó. Bên đây là khu bơi, khu trạm xe buýt. Rất là đông luôn. Ai cũng chở cặp. Cuối tuần ở Sài Gòn thì bà con mình hay đi lễ xong rồi gia đình đi ăn xong thậm chí có thể đi xem phim. Tại vì mai là chủ nhật, nên mai ngủ cho đã. Gia đình em thì thường cuối tuần thì chỉ hoạt động ngày chủ nhật thôi. Tối thứ bảy thì ít đi ra đường, thì đông như thế này nè, đi ra đường rất là mệt mỏi. Con nhỏ, bụi bặm, ô nhiễm. Qua vừa kịp đèn đỏ luôn. Ngày chúng ta đang ở đây là ngã ba Lê Lai và Nguyễn Trãi. Lúc này là có cái nhà thờ quân sĩ. Bà con mình mới đi lễ xong nè. Đây ngã ba đường Lương Hữu Khánh. Lương Khánh đi ra khu Bùi Thị Xuân. Chúng ta đến đây là một bên Cống Quỳnh với Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão.
ta quẹo phải thì mình sẽ đi về bệnh viện Từ Dũ, Hồng Thập Tự. Bên trái mình là cái rạp Khải Hoàn năm xưa, bây giờ thì bỏ hoang. Đang đi trên đường Nguyễn Trãi nè. Bây giờ thì sáng trên đường đi đi mua đồ ăn cho nị, đồ ăn cho nị, rồi sẵn quay lại cho bà con mình xem cảnh ngoài đường ngoài xá như thế nào vào ngày cuối tuần. Nếu mà chúng ta có dịp về Sài Gòn thì chúng ta sẽ thấy ngày cuối tuần ở Sài Gòn đông đúc và nhộn nhịp thế này ha. Đây khai trương cái nhà hàng Tứ Hải. Khu vực này có phở Hùng. Đây, hẻm này vô khu Mã Lạng, khu Mã Lạng Nguyễn Cư Trinh. Rồi cái bên thì có cái rạp Nam Quan ngày xưa, thôi rạp Quốc Thanh. Ngày xưa có Sài Gòn mình có rất là nhiều rạp, nên nó rất là nhiều rạp hát. Rồi bây giờ những rạp hát nó thành những cái rạp chiếu phim rồi. Bà con mình không coi hát ngày xưa nữa. Đây là ngã ba Nguyễn Cư Trinh, dọc con đường Nguyễn Cư Trinh, và ngay đây có cái chợ sở rác mà cô chú anh chị mình đã chia sẻ cho em biết đó. Ở Sài Gòn này thì ban đêm cũng rất là nhiều đồ ăn, mà bây giờ không biết mua cái gì đây. Tại vì nay về trễ nên sẵn tiện mua gì cho này ăn luôn. Mình dẫn bà con mình đi dạo một vòng. Ta đến đây là đường Nguyễn Văn Cừ nè, là đường Cộng Hòa năm xưa nè, Nguyễn Trãi và Cộng Hòa.
đi bên trong cho nó bớt xe, ngoài đông quá. Vậy Sài Gòn thì rất là nhiều xe máy, tổng cộng khoảng 50, hơn 50 triệu xe, trong đó khoảng trong đó có gần 100 triệu dân, mà hơn 50 triệu xe máy à, chiếm tỷ lệ rất là lớn so với các nước khác. Chúng ta sẽ đợi đèn đỏ và đi qua đường An Dương Vương, là đường Thành Thái năm xưa nè. Đây thì buổi tối bán rất là nhiều đồ ăn nè, bò bía, gỏi cuốn, rồi mực nướng gì, rất là nhiều luôn, đồ lưa chân luôn. Rồi hành trình em dẫn bà con đi một vòng đến đây là hết ha. Hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo nha. Chúc bà con mình ngày mới vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.